đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 chương trình IPv6 for GOV. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Mobifone là doanh nghiệp có mức sử dụng Internet thế hệ mới IPv6, tức Internet Protocol Version 6, trung cao nhất với tỷ lệ 73%. Trong mảng di động thế hệ 4G, 5G, giao thức IPv6 hỗ trợ hoạt động mạng lưới, dịch vụ tốt hơn, đơn giản kiến trúc mạng, cho phép trải nghiệm tới người dùng tốt hơn và hỗ trợ mạng lưới bảo mật nhiều lớp. Chính vì vậy mà hiện nay, các doanh nghiệp viễn thông, trong đó có Mobifone, đang tích cực thực hiện chuyển đổi hạ tầng từ IPv4 sang IPv6. Việc triển khai IPv6 sẽ giảm bớt gánh nặng tài nguyên IPv4 cạn kiệt khi số lượng thuê bao data tăng nhanh, đồng thời cho phép phát triển các loại hình dịch vụ mới trong cuộc cách mạng 4.0 như IoT, thực tế ảo, thành phố thông minh, Smart City, chuyển đổi số, và là điều kiện tiên quyết để Việt Nam xây dựng và phát triển các công nghệ, nền tảng phục vụ chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số trong tương lai.